Em thực sự em rất kỳ vọng và rất mong muốn Đức Thánh Cha sẽ đến Việt Nam trong thời gian sắp tới, vì em cũng là một người giáo dân, cho nên em biết là giáo dân nào trong tâm của họ cũng sẽ đều mong muốn cái cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến Việt Nam.